to dữ vậy? Mới sinh được của con nhỏ kìa, hai trái bự luôn. Ở bên hai trái cam luôn. Em nhớ thấy bưởi mà. Bưởi nhưng mà nó không có bưởi, cái bưởi nó của nó đâu có được đâu, cái này là trái cam thôi. Chứ bưởi là không có đâu. Cam mày làm gì? Hả? Cam hả? Thì trời nắng thì không biết làm gì. Luộc. Ê. Không, tôi tính về gọi là hấp cách thủy. Hấp cách thủy biết không? Đúng rồi. Ông làm vậy? Được. Hấp cách thủy không? Ừ, hấp cách thủy. Đúng rồi. Ê, vậy là tôi nói nghe nè. Ông có biết như mà mình đi ra chợ mình mua cam á, ông có thể nào nhìn được cái trái cam này nó bao nhiêu nước không? Anh rảnh quá, anh ơi, anh hỏi gì câu ai trả lời. Anh hỏi mọi người ai cũng biết trả lời. Anh hỏi nhiều câu. Thì tôi bởi cái tờ anh vắt ra đi rồi biết cam bao nhiêu nước. Thì mình ở ngoài chợ sao không vắt được, ông chẳng lẽ tới chỗ người ta mua lựa cái ông nói cho tôi mượn cái ly với cái đồ vắt ra tôi vắt để ra kia ướp được nước đó à. Nó gõ đầu à. Đúng không? Anh... Mà tôi nói cái này nhỏ này rất là tuyệt vời cái chỗ này nè. Anh mua bao nhiêu ký? Cái tôi hỏi bán cho tôi hai trái thôi. Cái nó nhìn tôi nó cười, mỉm nó cười cái đó. Thôi tặng cho anh hai trái luôn. Hai trái nhiều nước hả? Đó, hai trái là mọng nước, nó mọng nước á. Mà đố ông biết được bao nhiêu lượng nước, ông biết được không? Nước em biết được chai cam bao nhiêu nước, anh cho em cái gì? Chia đôi. Trời, kiếm được một cái bí quyết về mẹo đó anh Khải, mà cái chia đôi chai cam nó rẻ quá không? Chứ bây giờ tôi có cái thân xác này thì ông có thân xác anh dẹp qua đi, cái thân xác của anh giờ anh đi kiếm con gà thì được. Thôi ông bán tôi đi, ông đổi cho một bà nào cũng được. Bây giờ nha, có cái này nha. Làm sao biết trái cam có bao nhiêu nước? Rõ ràng. Đây là câu trả lời mà ít ai biết và không ai biết luôn. Chính xác luôn. Bây giờ nha, nếu em làm được thì có thưởng cho em đàng hoàng nha. Mọi người thưởng cho em đàng hoàng nha. Thì tôi giờ tôi thưởng cho ông một trái cam. Đúng, mọi người thưởng cho em một subscribe được rồi. Ừ, dạ. Mọi người thưởng cho em một like, một subscribe được rồi. Riêng tôi sẽ dẫn ông ra con nhỏ đó xin cho ông hai trái cam. Rồi ok, ngày hôm nay em có một cái cách rất hay là biết trái cam có bao nhiêu nước. Rồi em chỉ cho nè. Ông như nói sao lâu vậy anh Khải? Làm gì lâu vậy? Ủa? Anh chị ảo thuật hả? Đâu, tôi biến cái trái cam thành ba trái cà nè. Cam đâu? Đang làm nó cam mà. Hả? Cam. Thì mình giờ tôi thí dụ đi chứ bây giờ ông làm mấy cam nó lỡ như là ăn được uống được cái gì bỏ mấy cái cam uống à. Anh. Đúng không? Ông nói gì mà xây nguyên cái vỏ luôn để uống đúng không? Ừ. Chứ nhưng mà tôi đó giờ tôi chưa thấy đâm ra là tôi mới nghi ngờ ông đang chôn tôi gì mà tôi thèm hai trái cam của con bé đó gì nữa. Rồi cũng được, cũng như nhau hết. Ok, cũng như. Thay vì cam, làm sao biết trái cà chua có bao nhiêu nước và thể tích là bao nhiêu? À. Em có cái nước nè, em cân đủ 800 mà nè. Ba trái luôn đi. Ba trái đúng không? À. Bà ok, anh bỏ ba trái cà chua vô. Cam hết vậy luôn nha. 200, hai trái được 200. Này được 300. Không tới 300, 207. Rồi 207 đi. Ba trái này khi mà anh xay ra, xay nguyên vỏ nguyên đồ hết luôn á. 207. 207 ml đúng không? Ừ. Cam cũng vậy luôn, anh bỏ nguyên trái. Anh khôn đó anh Khải. Đợi tôi vô tôi lấy đồ tôi. Xác định cái này là 270 ml nha. 270 đúng không? Đó, okay. Là tổng ba trái này đúng không? Đúng rồi. Mình xay hết ra. Sắc ra đúng không? Ừ, cam cũng vậy luôn, cam anh cũng xay hết ra luôn. Rồi cho vô. Để cho xay trước miếng và bỏ từ từ ha. Ừ, cái này cũng mềm đó. Chưa đây là có thanh nhiệt cà chua ha. Đó. Rồi đó đây. Chính xác không nè. Ha ha ha. 270. 270. Ừ. À, tôi đổ nha, đổ nha. Đâu rồi? Trốn đâu rồi? Khất trốn đâu đây? À. Thấy chưa? Ủa sao hơn vậy? Ta đúng 270. Đúng rồi. 270. Ừ. Đây lên 200. Đâu đây 270. Thấy chưa? Y hệt luôn đó chưa? Chính xác. Ba trái cà chua được. Ha ha 270. 270. Sao hay vậy ta? Cam hệt vậy luôn. Chị anh một cái mèo anh mang đi anh đố chú rủ nhà anh á, làm sao biết được trái cam có bao nhiêu nước? À, thể tích của nó. Đúng, có bao nhiêu nước. À, bỏ vô nước nó nổi lên mừng nào á là chính là thể tích của nó. Anh có thưởng em cái gì không đó, anh đã kêu anh thưởng rồi mà. Chê lát tôi ra tôi cho ông xin hai trái cam của con mập bé kia á. Tôi có nói trong video mà lúc mà tôi ra gặp ngoài đầu đường đó. À, cái này pha uống đi. Không, cái này uống được, cái này là đem đổ đi không uống được đâu. Ai nói? Vợ tôi nói là cái này uống không có được. Cái này là nó là sinh tố gì mà tôi nó màu đỏ là rất là nguy hiểm. Uống không được hả? Vợ tôi nói là vậy đó. Không có uống được. Để bình thử là bây giờ
là vợ tôi kêu là pha miếng sữa vô đúng không? Ừ. Sữa tươi á, ừ. Bỏ ít vô. Ừ. Đó, đổ vô nè. Vừa thôi, không đừng nhiều quá. Đó, đúng không? Ừ. Rồi cho miếng sữa đặc vô tí nữa. Ừ. Đó, chừng cỡ muỗng hay muỗng sữa đặc thôi. Ai muốn ai quên, lộn xíu tôi quên rồi. Đó, rồi bắt đầu xay lên. Xay để xay nhuyễn ra, bắt đầu cái là tôi đem vô cho vợ tôi làm cái gì đó. Chứ không phải là uống đâu. À, để làm cho đẹp da gì đó. À. Đi nhớ bò. Chiều ấy thấy cho em đó. Ông đi ra bờ đi, chừng lát lát ra tôi dẫn cho xin hai trái cam của con bé đó. Rồi, ok. Nhớ nha.